Vâng, thì bây giờ chị luật sư cũng đến nha, cô chú chị, thôi các bạn. Né né cái đường. Chị qua thắp nhang cho cậu nha. Chúng mày ơi. Đi mua cà phê cho luật sư là cả nhà. Và rất là vui nha. Nhưng mà phải chị luật sư Tuấn Ngọc tới nha cả nhà. Không biết là lát nữa đây chị Tuấn Ngọc tối có đi xem kịch của chị Hồng Lan hay không hả? Hôm nay tuy là ngày chủ nhật cuối tuần nhưng mà chị cũng rất là nhiệt tình luôn, đến thắp nhang cho cậu và cũng trao đổi một vài việc về vấn đề trong các tài sản cả nhà. Sáng hôm nay thì luật sư Tuyết Ngọc cũng có đến nhà chị Loan nha cô chú. Thì vừa rồi là luật sư Tuyết Ngọc cũng có nắm một cái bộ hồ sơ nha cô chú chị. Đó thì em cũng quay lại kia kia đó cho cô chú chị được xem. À, luật sư đang trao đổi với chị Bùm Bùm nha cô chú. Chị Bùm Bùm ký một vài cái biên bản hay tờ giấy gì nha. Bùm Bùm đang ký là thôi, không dám vô. Vâng đi. Vâng đi. Chị Tích Ngọc đưa lại trả tiền cho anh Khoa. Em thấy anh Thành Lý cũng đang xuống rồi cả nhà. Người Mỹ đang xuống đây. Hình như là anh Mỹ Mỹ cũng phải ký ha. Hình như hai chị em đang phải ký một cái tí tờ gì đó rất là quan trọng. Nên hôm nay tuy là cuối tuần nhưng mà chị cũng đến để đưa cái tờ cho anh Thành Lý cũng như chị Mùm ký để hoàn tất nhanh cái thủ tục để trước ngày phiên tòa nha cả nhà. Đó. Hiện tại thì chị Loan cùng với anh Hải và bé Bun cũng về nhà nội rồi. Nhưng lát nữa đây chiều chiều thì chị Loan đi tập kịch. Sau đó buổi tối sẽ diễn vào lúc 7:30 tại sân khấu Phú Nhuận nha. Mọi người nhớ đến đón xem cái vở kịch Lu Trang của chị Hồng Loan nha cả nhà ơi. Hôm qua thì chị Loan cùng với chị Ni, anh Sang xuống tham dự sinh nhật của con gái Chát Chát của anh Trương Bạch Xuyên ấy cả nhà, rất là vui tại Trà Vinh đó. Qua chị Loan đi về cũng khá là khuya nhưng mà sáng nay trời rất sớm. Chị đi
đi cũng thôi, chị chuẩn bị về rồi cả nhà. Chào chị Thảo nha. Dạ, chào chị. Bây giờ chị luật sư Tiết Ngọc sẽ đi ra về nhé cô chú anh chị và các bạn. Dạ, luật sư Tiết Ngọc mới bay kìa. Tạm biệt luật sư. Dạ. Chị luật sư Tiết Ngọc cũng đi ra về nhé cô chú anh chị và các bạn. Mong cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem. Chị luật sư Tiết Ngọc đã đến gặp chị Bum Bum và Mị Mị để ký một cái giấy tờ giữa cô chú anh chị và các bạn. Mong cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Vâng, bây giờ thì cũng có khách đến mua hàng nhé cô chú anh chị và các bạn. Và video clip cũng tiêu cũng đã dài, mong cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong thời gian tiếp theo của kênh Blog Phát Tiêu nha.